về hả? Kia đang chạy ra. Mùa hè là người ta đã ra bến tàu, là họ kéo tàu ra đi câu cá, tắm nắng, đi dạo cảnh, enjoy the view. Nên rất là đông vui ở đây. Mấy chiếc jet ski kìa. Thôi, đủ 2 phút rồi, làm cho vui thôi. Mà record cho vui mà. Mình không phải là YouTuber. Thích đâu record đó. Không cần quảng cáo trên YouTube.